thế nào? Phải nói là hoàn hảo. Về nhà chị cũng khéo mà lễ phép. Tuy chí con là dâu là không được hộp. Chị này được cái ưu điểm là hồi xưa ở với bà nội. Bà nội già, bà nội chỉ dạy. Bây giờ cô còn phải thua nó liền. Hả? Nó vẫn khéo quá, cô phải thua nó. Nhiều khi con còn phải sợ nó. Mình dọn lên mình đớp, mình má chồng mình bài, con dâu mình nó dẹp hoài. Cô thì cô buôn bán. Tại nhiều khi cô mệt quá, để đó sáng mai về dẹp. Còn nó dẹp tối nhà mình cũng phải ngán nó luôn. Dạ. Đi làm về quần ngã nó nhà cửa bếp nút. Cô nhiều khi cô còn ở dơ nó về bếp nút lắng con luôn. Nó là hảo quá thì nghe cũng khó tin nữa. Dạ. Thật sự rất hảo. Ở với bà nội già bà nội khó lắm. Chỉ bảo từng ly từng tí. Thành ra nó về với cô. Gái miền Tây dễ thương lắm cô. Cô cũng xin chào MC đẹp trung niên lên. MC xinh gái. Dạ, cảm ơn cô. Cô tên Nguyễn Thị A, năm nay cô 69 tuổi. Cô đến từ Thủ Đức, phường Liên Xuân. Dạ. Từ đó giờ cô sinh sống và lớn lên cũng từ Thủ Đức. Ở đó luôn, quê hương gốc gác cô ở đó luôn. Còn dạ, đây là dâu cô. Dạ. 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 Xin chào chú Huyền Linh, chào MC Lê Lộc. Dạ. Dạ, em tên là Thúy Di, quê em ở Cà Mau. Ở cuối bản đồ Việt Nam á. Em là dâu của má Út. Chị làm dâu của mẹ bao nhiêu năm rồi? Chị làm dâu mẹ được 1.5 năm rồi. Ồ, thế hả? Mới đi thôi hả? Mới đẹp rồi. Cô là muộn lắm. Rồi cái ngày đầu tiên mà cô gặp dâu Cà Mau đó, cô cảm nhận thế nào? Cô bị sốc ghê lắm. Hả? Tại vì cô á, thứ nhất là ảnh hơi thấp. Thứ hai là cô là người say xe mà từ đây xuống dưới Cà Mau cứ dầu cả vấn đề. Nhìn thấy hơi thấp hả? Nó hơi thấp đó con. Nhưng mà tại vì nó mang quốc cao. Nhưng mà thôi cái lùn không quan trọng. Không quan trọng, đúng rồi. Quan trọng. Cao thấp quan trọng. Nhưng mà ý mình cũng muốn có dâu nó cao. Dạ. Yeah. Rồi gặp nó thì nói quê ở Cà Mau. Cô cũng hơi bị sốc. Cô lên xe là cô ói. Nhưng mà con mình nó thương. Cô thiền con, cô 30 mấy tuổi rồi. Cô cũng có dâu sớm chút xíu để già rồi giữ cháu nội không nổi. Nhưng mà con trai cô có cao không? Trai cô cao thất 75 á. Trời ơi. Vậy là cô gái này phải xinh đẹp. Cô gái này phải thật sự là đẹp từ gương mặt á, đẹp trong tâm hồn thì con trai cô mới yêu. Cũng khoảng 2 năm rồi con mới cưới. Nhưng mà về chơi này là số 1, rất là dễ khéo. Ta nói cái nớ tinh chết cái đẹp. Nhưng mà này không có xấu, chỉ lùn thôi. Nhưng mà chị gặp mẹ chồng lần đầu tiên á, chị ấn tượng điểm nào không? Tôi thấy mẹ dữ. Dạ, em với ông xã thì quen được 7 năm. Cái thời gian quen á thì gia đình không có biết. Anh nhắc về chung với bạn bè thôi. Có dắt ra chợ, tại má em bán ngoài chợ á. Cứ ngồi ăn đối diện, má em bán đang nói má anh đó. Nhìn đi, sao nhìn thấy má khó quá, thấy sợ. Em nói nhìn lén cô thôi. Nhìn lén. Lén dạ, nhìn ngoài sau lưng thôi. Nhìn sau lưng sao biết má khó. Dạ, đang đứng bán ở ngoài chợ đó, cái quay lại vậy đây, cái nhìn lén lén nhìn cô. Thấy má thối tiền nói chuyện khách hàng này kia. Thành ra cô cũng đâu biết. Rồi lúc mà về làm dâu đó cô, con dâu nấu nướng giặt giũ rồi chăm sóc mẹ chồng thế nào? Phải nói là hoàn hảo. Về nhà dễ khéo mà lễ phép. Tuy chí con là dâu là không được hộp. Chị này được cái ưu điểm là hồi xưa ở với bà nội. Bà nội già, bà nội chỉ dạy. Bây giờ cô còn phải thua nó liền. Hả? Nó vẫn khéo quá, cô phải thua nó. Vì khi cô còn phải sợ nó. Mình dọn lên mình đớp, mình má chồng mình bài, con dâu mình nó dẹp hoài. Cô thì cô buôn bán. Rồi nhiều khi cô mệt quá, để đó sáng mai về dẹp. Còn nó dẹp tối nhà mình cũng phải ngán nó luôn. Dạ. Đi làm về quần ngã nó nhà cửa bếp nút. Cô nhiều khi cô còn ở dơ nó về bếp nút lắng con luôn. Nó hoàn hảo quá thì nghe cũng khó tin nữa. Dạ. Thật sự rất hảo. Ở với bà nội già bà nội khó lắm. Chỉ bảo từng ly từng tí. Thành ra nó về với cô. Gái miền Tây dễ thương luôn cô. Người miền Tây dễ thương. Mà dân Cà Mau dễ thương vô cùng. Dạ. Khi mà con dâu về đó thì mình cảm giác rằng là cô gái này hợp với điều gì của mình hả cô? Hợp rất là nhiều điều. Thứ nhất là hát karaoke. Thôi đừng hát karaoke. Người già rồi không nổi đâu. Rồi, ăn uống rất là hợp. Giải trí nè. Hai mẹ con giản dị. Hà tiện. Chứ tiêu hà tiện lắm á. Dạ. Để dành tiền sắm vàng mà chưa đủ sắm vàng nữa. Trời ơi. Thỉnh thoảng mẹ con đi chùa. Dạ. Đi chơi. Thích trồng hoa trồng kiển. Thì nhà cũng có hát đúng không? Có. Này đam mê dân Cà Mau mà ca dạ, giọng cổ. Bây giờ mình làm câu nào đó. Làm dạ, câu đi. Căng mình thôi nha, đừng mất mát. Ở nhà là má với em tập vợt rồi mà lên đây thôi, là má lại không chịu. Má ca chung xíu đi. Chung đi cho nó vui đi. Lâu lâu mới cô có dịp lên chương trình. Vậy đó. Em hát câu vòng cổ đi. Rồi em hát câu vòng cổ đúng rồi, con hát vòng cổ đi. Thương nhau câu bồ làm đôi miên, một lá trầu xanh thắm nở duyên, cứ mỗi chiều về tắng bụi chờ em còn quay vòng bóng người thương. Anh hứa với em khi nào mình nên duyên, nên
nở. Thì một lá trầu xanh cũng nên vỡ nên châu. Hay quá. Quá cái miền Tây. Cảm ơn chị. Vậy thì không biết là giữa hai mẹ con mình có cái điểm nào mà chưa hợp nhau không cô? Cũng có nhưng mà nó cũng không đáng kể. Dạ. Này là mê ngủ. Mỗi lần đi đâu về cứ về sớm nha con. Vậy tới tối mới chịu về. Cũng có phật ý nhưng mà cũng tha thứ được. Dạ. Còn điểm nào mà mình chưa hợp với mẹ nữa không chị? Cái gì không hợp với má thì nói luôn để về nhà không có dịp để nói đâu nha. Đó. Má mở lòng. Dạ. Mở lòng đó, cứ nói thiệt đi. Thật ra là em thương má như là mẹ ruột vậy đó. Tại vì 10 tháng là em đã ở với bà nội rồi, không có ở với mẹ ruột nhiều. Cái thời gian mà sống với mẹ ruột thì khoảng chừng vỏn vẹn 2 năm thôi. Tính luôn thời gian mà mẹ mang bầu rồi sanh em 10 tháng đó, má thì cứ có những hành động rất là thân thương, chăm sóc mình. Tuy là không có nói bằng lời nhưng mà em cảm nhận được. Nhưng má nói nãy có chuyện gì không hợp nó nói luôn để về nhà luôn không, nhà. Không nói đó. Không dám nói á. Nói đúng là cô xem nói như gái tại cô không có con gái. Dạ. Thôi cô thích gái mà đẻ con trai không? Rồi lần này có bầu đẻ con trai luôn. Thì hai người là cũng một tiếng người là phụ nữ của gia đình nên là thích dọn dẹp nấu ăn. Những người mà hợp nhau quá thì cũng ví dụ như em làm em sắp xếp chén đổ như vậy xong cái không được vậy không được vậy sắp lại cái má sắp lại không đúng sắp lại y con như nè y gì con đi cái lần sau má lại sắp lại y vậy khác nữa. Ủa gì mẹ chồng hay là nàng dâu chỉ đạo phải vậy phải vậy nói về con thua rồi hồi xưa mẹ chồng đình chiến nàng dâu à. Hay nói câu đó mà giờ cô thua nàng dâu bây giờ đầu hàng luôn bây giờ đầu hàng đó. Nàng dâu chỉ đạo luôn đúng không nó chỉ đạo nó gọi phải làm gì à, nói giờ là nó sắp xếp lại hả chen bác này kia sắp xếp lại hả bây giờ cô đầu hàng đó rồi đó chứ được cái nó rất là giỏi nó qua bên chợ mà cô bán nó qua nó phụ một ngay là người ta bên chợ ta khen nó rồi con này nó giỏi cực kỳ. Của con hôm nay là bao nhiêu tháng rồi? Dạ con được 8 tháng rồi. Vậy thì trong cái cách mà dạy cháu á cô, hai mẹ con mình có hợp với nhau không cô? Quá hợp luôn. Ví dụ hồi xưa cha mẹ cho ăn cơm mà lúc cháu thì nhai cơm bây giờ cũng có. Rồi ăn cơm lấy muỗng thò vô miệng ấy cái được không cô không có. Thành ra đâu có nói gì thì cô dụ nuôi cháu được. Cô cũng tăng lắm. Thành ra dâu đang chỉ đạo mà. Nó đang chỉ đạo cô mà. Nhưng mà giữa mẹ chồng và nàng dâu thì ai chiều cháu nhiều hơn? Bà nội thì thương nhiều hơn. Tại vì cái thời gian em ở nhà với con thì ít. Toàn bộ trách nhiệm mà nuôi cháu, dạy cháu, rồi tắm rửa đâu là bà nội làm hết. Bây giờ nó cho cô thêm một chức nữa là chức chú em. Bây giờ cái ngày nào nó đi làm cô giữ em, ngày nào nó xuống ca thì con mới đi bán được. Thôi, đôi khi mình nghĩ hình như mình làm dâu. Làm dâu. Nhưng mà nói, nếu cô nói thì cũng khó tin. Nhưng mẹ chồng cháu không có gì mà xiềng xích với nhau, mà không có gì mà không hợp nhau. Thật sự là từ về tới nay cô nó không có gì mà phiền lòng. Có gì phải buồn á. Vui suốt vậy đó. Mình cứ nghĩ là chắc có lẽ là mới hay sao, chứ mới có năm mấy em mới về sao, không biết sao. Chính mới này mình mới giải quyết nè. Mới này là câu chuyện hết sức là quan trọng. Có những câu chuyện mới mà mình cứ giấu trong lòng, rồi từ từ nó cũ như nó vẫn động trong đó. Đến ngày nào đó nó mới là nguy hiểm. Còn bây giờ mới mình giải quyết liền thì nó thoải mái lắm. Có cái tật xấu này nè, nói nhiều lần. Dạ. Ví dụ cô đi bán bên chợ, điện thoại thì để trong phòng phải nghe. Dạ. Cô gọi về lấy đồ, gọi không nghe. Cô phải miết sơm chạy về lấy đồ. Nói xong nha, tắt ngủ, con ngủ con tắt điện thoại. Con tắt điện thoại về má con trúng gió hay má bị cái gì, sao điện về được. Đúng không? Phải khắc phục chuyện đó. Phải rầy chứ nói ngay liền. Rầy đó. Tại vì người lớn tuổi á, ta có gì ta phải gọi con cháu liền. Nhưng có chuyện gì em đáng nhớ đối với mẹ chồng không? Em nhớ nhất là lúc mà em đi sanh á. Dự sanh của em là còn khoảng 10 ngày nữa mới sanh. Thì hôm đó đi làm về, thì tối hôm đó là đã đau bụng rồi. Hoài tới sáng luôn, chắc là nghĩ là gần sanh rồi. Mà vẫn đợi, gần tới 4 giờ rồi cái đi ra. Thì lúc đó là má không có nghĩ là em sanh, cho nên là vẫn chu�n bị đồ đi bán. Thì em kêu ông xã là chở vô bệnh viện đi, chắc em sanh đó. Em thấy em đau lắm rồi. Từ 4 giờ sáng xong tới 11 giờ trưa không có sanh được bình thường thì bác sĩ mới cho đi mổ. Mẹ em á thì ở xa, mẹ em ở dưới Cà Mau lận. Thì em sanh mổ xong rồi nằm trong đó thì cũng không có mẹ, cũng tủi. Tới lúc xuống phòng hồi sức rồi cái má mới vô. Lúc đó là nhớ nhất luôn á, tại lại mình nằm đó cái mà xí nha, xí nha. Tại vì cô làm đồ xong hết, cô đi bán 4-5 giờ nó đi, cô phải đi bán. Còn nha, chồng chạy về xin 2 triệu nha. Rồi má phải kêu mợ ba xuống giữ phụ chồng nha, thiếu cái đó nha. Thôi cô phải kêu mà chị dâu á, thôi giờ chị xuống giữ giùm, chứ giờ tôi lỡ đồ bán rồi. Thành ra bà chạy xuống giữ, giờ xin 2 triệu giấu. Đó là má rất yêu thương con dâu, nhớ từng chi tiết luôn.
Về nhà thì mình ngồi đây, mình ngồi đây ăn, thì má ngồi kia nhìn, cứ nhìn nhìn coi thử ăn hết không. Má để đi, hồi con ăn xong rồi con dẹp. Không, cứ nhìn, ngồi nhìn. Mà đâu có bới cơm mít đâu. Cái ca nước đá xong phải bỏ hết cơm vô đó, nhí yếm xuống, dọn dẹp đồ mình quen tay rồi. Với lại mấy cái ngày mà em sanh á thì không có ai ở nhà. Nói má, má mua cho con hai cái bầu tài đi, hai cái bầu tài về rửa chén với giặt đồ. Nghe lén mà má em nói với mẹ ruột, tụi nó dặn tôi mua cái bầu tài cho nó giặt đồ rửa chén, mà tôi nói giả bộ tôi quên rồi, tôi quên tôi không có mua để cho nó khỏi làm. Nên thương cái đó, thương ghê lắm. Nghe đứt ruột. Nghe đứt ruột. Còn nữa, mẹ đẻ ra nó mập, khi ăn cơm không dám ăn. Không dám ăn con, ủa sao ăn cơm ít nha. Con sợ mập. Trời ơi, thưa con bố con cứ sợ mập. Em tặng quà cho mẹ chồng hay là tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng chưa? Em có tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng một lần. Lần đó là ảnh dắt về là chỉ giới thiệu là bạn thôi. Lần đó chắc là má biết rồi. Nghi rồi, tự nhiên có chuyện nhật rồi. Nghe hơi gió là biết. Ảnh ngày xưa giờ ảnh ấy, xưa giờ là chưa bao giờ dắt bạn gái về, mà lần này dắt về chắc chắn là má sẽ biết luôn. Khỏi giới thiệu má cũng biết rồi. Kỳ sinh nhật cô đó cầm năm tư nhỏ lắm, mai 69 tuổi chưa có bao giờ có sinh nhật. Trời. Bữa đó con đi bán ở nhà tự nhiên thấy về bày ra bánh này. Ủa làm gì sinh nhật ai à? Sinh nhật má. Con nghĩ rằng là phải tổ chức sinh nhật cho má nhiều hơn nữa. Cô xưa nghèo khổ mà nhà quê đâu có biết sinh nhật. Quê đâu như... ở quận 9 đó giờ. Không rồi, nếp sống nó quen rồi đó. Dạ. Không, hồi xưa tên cô là quê. Hôm nay có con trai của cô gửi thư ha. Kính gửi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, chào hai MC Huyền Linh và Lê Lộc. Kính chào mẹ và chào vợ yêu. Con rất hạnh phúc khi gia đình mình được thêm một thành viên mới. Vui hơn là mẹ chồng nàng dâu giống như hai mẹ con, quá là tâm đầu ý hợp. Chỉ có một đặc biệt là mẹ chồng thích thức, còn con dâu thì thích ngủ. Vậy thôi, xin cảm ơn ông trời đã ban cho gia đình một nàng dâu, một người vợ tuyệt vời. Xin cảm ơn mẹ đã thương yêu và thông cảm cho vợ con, tận tâm dạy bảo như con gái của mình. Xin cảm ơn ba mẹ vợ đã tặng cho con một người vợ như mong ước. Và cảm ơn vợ đã đem lại cái niềm vui cho gia đình. Ước mong sao cho tình cảm này sẽ được mãi mãi dài lâu. Tâm nguyện của con là sẽ cố gắng ổn định cuộc sống để mẹ đỡ phải vất vả, an hưởng tuổi già vui cùng con cháu. Con cảm ơn nữa là dành cho chương trình đã tạo cơ hội cho mẹ chồng và nàng dâu có cơ hội giải bài cùng nhau. Kính chúc chương trình ngày càng hay hơn. Dư Quang Trung. Chồng em á là ít nói lắm. Viết những cái lá thư này mình thấy hết hồn luôn, bất ngờ ghê luôn. Về hưu đi, giữ gìn sức khỏe giống như là con trai nói nãy đó. Cuộc sống hai đứa nó cũng còn khó khăn. Dạ. Cô còn bươn chải được, cô phụ. Còn chị có mong muốn mẹ thay đổi điều gì không? Em chỉ mong muốn một điều là mẹ luôn luôn vui khỏe, sống vì bản thân mình nhiều hơn. Rồi, hai mẹ con ôm nhau nào đó, thấy thương quá. Cô cũng cảm ơn chương trình. Chúc chương trình ha, tóc đẹp càng ngày càng đi lên. Dạ. Khi nào lên chợ Linh Xuân thì con chăn muốn chạy giò chay nha. Thôi để cái tiệm cơm chay để nhớ Quỳ Linh Lê Lộc nha. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu chào đón hai mẹ con đến tham gia chương trình. Xin mời cô giới thiệu về mình. Xin chào khán giả, xin chào MC Quỳnh Linh, chào MC Lê Lộc. Dạ. Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Hương, năm nay 57 tuổi, làm nội trợ. 57, dạ. Trẻ quá nha. Có đồng điếu giống Lê Lộc luôn. Cười rất là tươi luôn. Dạ, dạ, xin mời chị. Chào quý khán giả, chào chú Quỳnh Linh, chào chị Lê Lộc. Con tên là Phạm Thị Thảo Uyên, năm nay 29 tuổi và làm dâu của mẹ được gần một năm rồi ạ. Gần một năm. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai thì cô cảm nhận về người phụ nữ như thế nào? Dạ, lần đầu tiên á là bé về nhà chơi á thì chồng của nó chưa có giới thiệu là bạn gái. Thì mình thấy cũng hiền, cũng dễ thương. Xong mình hỏi mà về nguyên một đám luôn, xong mình không có biết đứa nào. Cái mình hỏi, ủa Hùng mày có bồ rồi hả? Cái nó nói chưa, con chưa có bồ. Nó đứa nào đâu mày chỉ tao coi coi. Thôi bí mật. Tụi nó quen lâu lắm mới cưới. Được 7 năm á. Wow. Lúc đó mà con trai mình nó hé lộ người bí mật á. Dạ. Cô thấy cô con gái này như thế nào? Thì đến lần sau á thì nó về á thì hôm đó mùng 8 tháng 3. Xong rồi cái con trai mình dắt về. Cái nó có tặng cho mình một cái chậu hoa.
cái trai giới thiệu mẹ Uyên nó khéo tay lắm á, nó làm hoa nó tặng mẹ. Tự nhiên mình thấy mình xúc động, mình nói ủa vậy là bồ mẹ hả? Dạ. Có tình cảm ngay. Dạ. Bắt đầu từ cái chậu hoa mà cô con dâu tương lai làm ha. Dạ. Thấy chưa, những cô con dâu á, mình nhớ khi về nhà mình đừng có mua gì mà người ta làm sẵn, mình tự làm đi. Mình tự làm có đôi khi nó không đẹp lắm, đôi khi nó không xuất sắc lắm. Dạ. Nhưng ở đó nó trọn cái tấm lòng, cái tấm lòng. Dạ, của cô dâu tương lai dành cho mẹ chồng, điều đó sẽ xúc động hơn rất là nhiều. Dạ. Cho em hỏi chút xíu là cái ngày đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng, chị ấn tượng điều gì không? Dạ, lúc lần đầu tiên em gặp mẹ em á là đi chơi với một đám bạn, mà hôm đó là cũng đêm 30 rồi, cũng giống như là xuống nhà ăn tất niên vậy đó. À. Mẹ em cũng ngồi chơi chung, thấy em trai của chồng á mà cứ ngồi ôm mẹ theo neo à. Cái mẹ cũng vui vẻ, mà lúc đó thì thấy mẹ tươi lắm, rồi mẹ hiền. Dạ, lúc đó là em chỉ ấn tượng với hình ảnh là trời ơi, cậu con trai này sao mà học lớp 5 rồi mà cứ ôm mẹ y như là con nít vậy đó. Ngồi đằng sau ôm mẹ dễ thương lắm. Rồi mẹ lớp 5 ôm mẹ bình thường. Em có thấy những đứa con mà 50 tuổi ôm mẹ chưa? Dạ, lúc đó là giống như là em cảm thấy là ở nhà thường với bố mẹ em là hơi cọ hụt một chút, nên là không có con cái ít thể hiện tình cảm với ba mẹ lắm. Ừ. Rồi lúc mà thấy cái hình ảnh của bên nhà chồng á thì mình lại thấy là ồ, mẹ tình cảm quá. Đúng rồi, càng ôm nhau càng tình cảm á. Rồi cái ngày làm dâu đầu tiên á thì con dâu có tỏ vẻ phục vụ mẹ chồng gì kia không? Không, nói chung là vì quen lâu á. Dạ. Nên là bé cũng hay về nhà mình chơi, thế là thành ra nó cũng thân thiện. Cái tới chừng mà về làm dâu á thì cái bữa đó là chắc là bên nhà ba má Uyên có dặn là sáng con phải dậy sớm nhà nấu nước pha trà rồi quét sân quét nhà rồi này kia. Cái tự nhiên thấy mới có 5 giờ cái lo dậy làm rồi, mà nhà mình thì 6 giờ 6 rưỡi mới dậy. Cái dậy cái mở đèn rồi làm từ trên lầu làm xuống. Cái qua bữa sau của mình nói con không phải làm, nhà này khỏi làm gì hết á, 7 giờ dậy cũng được. Mở đường cho con dâu ha. Dạ, rất là thoải mái. Đó, hả? Dạ. Rồi nấu nướng sao cô? Dạ cô nấu. Dạ con bụng lắm, con không biết nấu ăn, không biết nấu gì hết á. Nói chung là ở nhà thì cũng biết làm sơ sơ mấy món gia đình thôi, nhưng mà qua bên nhà mẹ thì mẹ nấu ăn cầu kỳ lắm. Mẹ kêu là nấu ăn là phải đặt cả tâm huyết vô con à. Cho nên là về bên nhà là con không dám nấu ăn luôn á. Mẹ nấu ăn ngon quá, con nấu ăn không có được. Con cũng thử rồi, cũng cố gắng 2-3 lần mà thất bại hoàn toàn. Nói chung là mẹ nói đúng á, nấu ăn là phải đặt hết tâm huyết của mình vào đó. Bữa nào con thử trổ tài con làm một bữa, đừng để mẹ làm gì hết. Kệ nó tới đâu hay tới đó, cứ làm thử xem một lần. Làm rồi, anh con... lên. Anh được rồi. Không? Dạ không được. Ba. Có một lần duy nhất, mẹ đi lên nhà dì ở trên Sài Gòn á. Ừ. Thì hôm đó ở nhà con có nấu ăn, con có làm món thịt chiên á mẹ. Cuối cùng được chú Dũng khen, chứ ba mẹ không có khen. Con nghĩ là khách tới á. Khách tại người ta khen ấy thôi. Thì lâu lâu người ta mới tới. Lâu người ta mới tới, người ta chê. Nhưng mẹ nói chứ, cái này con cho chị làm á, em ăn thử đi, ngon dữ lắm. Mà thiệt tình là chưa có ăn, mà cứ khen vậy đó. Nếu như bữa đó cô nói tôi mới mua ở ngoài ăn thử coi có ăn được không, ta sẽ nói cho nghe, lúc đó ta mới nói thiệt. Nhưng mà hai mẹ con mình cái thời gian gắn bó trước khi cưới nó cũng rất là lâu, 7 năm trời luôn. Ừ. Rồi hai mẹ con mình chắc cũng có nhiều điểm hợp nhau lắm đúng không? Hai mẹ con có một sở thích là thích chụp hình. Chắc về nhà ông ngoại là coi như là góc nọ góc kia hai mẹ con chụp hết. Chụp app hả? Dạ không, chụp bình thường rồi từ từ chồng con chuyển sau. Rồi còn chung sẽ thích gì nữa không cô? Khoái lên phay. Lên phay hả? Hai mẹ con có like, comment tương tác với nhau. Dạ thì chụp hình rồi thì phải đăng phay để đăng khoe với người ta. Nhưng mà Facebook nó hay cái là nó là nơi để chia sẻ. Dạ. Khi mình vui, mình buồn, mình có thể viết lên mà mình không cần nói qua mẹ. Ừ. Dạ. Không biết chị có hay như vậy không? Tại vì chồng em á là cái người mà không có thích Facebook. À. Chồng em kêu là trời ơi, lên đó cái gì cũng nói rồi, nó kỳ cục quá. Ừ. Không có cái gì riêng tư hết, cho nên là lúc mà cưới về là dặn chuyện nhà là không có được đăng. Nhưng mà có một lần á là giống như hai vợ chồng đang giận nhau. À. Xong rồi hôm đó cái em có hơi mệt, em mới đăng lên Facebook á. Em biết chắc là thể nào là chồng em không lên, nhưng bạn bè của chồng á sẽ lên. Yeah. Mà không ngờ là mẹ lên trước.
Thế là mẹ hỏi cho, ủa rồi con này sao, con đi làm sao? Xong rồi á thì mẹ điện cho chồng. Chồng lúc đầu á thì chồng cũng điện thoại hỏi coi là sức khỏe như thế nào, có đủ sức khỏe để đi làm hay không, hay có cần rước về không. Rồi cuối cùng về nhà tối á là anh làm mạch giật. Tại sao đã dặn rồi mà vẫn còn vi phạm? Mình hợp nhau về thời trang không? Dạ, thời trang thì chắc là mẹ xì tin hơn con. Mẹ có mắt thẩm mỹ hơn con. Con thì con thích mua đồ trên mạng. Nhìn cái đồ đó ở cái máy này dễ thương quá. Mua về nhưng mà mẹ chê. Mẹ kêu, trời ơi cái này nhìn lú lắm, cái này con mặt không có đẹp. Cho nên là mỗi một lần mua gì là cứ phải hỏi, ờ mẹ ơi cái này mẹ thấy sao. Và ví dụ mẹ kêu là ờ đẹp là mua. Cái lần á nó tự ý nó đặt hàng ở trên mạng á, xong nó đem về 4 bộ đồ mà để mặc bầu rồi sao xanh rồi nữa. Cái tự nhiên mình thấy nó đưa ra, sao con mua gì mà sến súa dữ vậy con. Thôi con cất đi, con đừng bận. Cái đến thấy chứ, ủa mẹ cái này mặc đã bầu với sao xanh luôn. Thôi để sao xanh rồi con bận trong phòng á. Con đừng bận. Con cứ mặc đầm cho mẹ là mẹ thấy đẹp rồi. Hồi mẹ xì tin ghê sao. Lúc mà em có bầu á, cái ấn tượng là chắc lúc đó được chừng gần 4 tháng ha mẹ ha. Cái mẹ hỏi chứ, ủa sao bữa nay rồi vẫn chưa mua đồ bầu. Kêu chứ, con thấy bụng con chưa bự mẹ, con còn mặc mấy bộ đồ này được. Mẹ kêu chứ, thôi đừng, để mẹ đưa đồ cho. Cái mẹ đưa đồ bầu của mẹ. Dạ, đồ bầu mẹ em chắc từ năm 2000 mẹ ha. 2001 là mẹ sinh. Cái mẹ đưa ra, mẹ đưa cái tủ đồ bầu của mẹ ra, mẹ cho lựa là bọn này. Cái em cũng lựa được 4 bộ. Thì lúc đó mặc giống như là đồ cô ba Sài Gòn vậy đó. Không, nhưng mà nó cũng dễ thương. Rồi ngoài cái chuyện mà hợp nhau thế, mình có chuyện gì không hợp đúng không cô? Thấy hình như không hợp là chưa có. Nói chung là mình á, là mình ý nghĩ như vậy. Vì mình có 2 thằng trai. Và mình thấy là người ta sanh con, ta cũng nuôi cực khổ mấy chục năm trời giờ, người ta giao cho mình thì mình cứ nghĩ nó như là con gái mình đi. Thì cái gì không biết, không nên, không phải thì mẹ bày. Rồi cái gì mà mẹ không ưng ý thì từ từ mẹ nói ra. Nó nói ra thì nó hiểu, nhưng mà được cái ngoan lắm, nói cái gì cũng vâng lời. Có bao giờ cô la lần nào chưa? Có, la luôn. La lớn không? Mở cửa, một lần nó giận chồng nó. Xong vô nằm trong phòng á, úp mặt khóc ở trong, không ăn cơm. Xong mẹ đập cửa phòng, con ra mẹ biểu ngay, ra đây. Cái ra thấy khóc. Việc gì mà khóc, tại sao khóc, ở nhà này ai ức hiếp con, nói cho mẹ nghe. Xong nói không ai ức hiếp hết. Ủa không ai ức hiếp là sao khóc, đi xuống ăn cơm nghe. Con chưa muốn ăn mẹ. Con ăn, con phải ăn, con đang có bầu. Con đang có bầu đó. Thế là chạy xuống, ngồi mà nước mắt vậy nè. Ăn mà nước mắt chan cơm nữa. Nhưng mà mẹ phải dọn ra, mẹ ngồi đó bắt ăn. Một chén, nửa chén thì cũng phải ăn xong mà mới được lên. Rồi sau đó có tâm sự với mẹ chuyện gì xảy ra không? Có, nhưng mà nói là nó giận chồng nó vậy đó. Không, ở nhà là coi như là chuyện lớn, chuyện nhỏ gì, cái gì con cũng nói với mẹ con hết. Thì mẹ chồng thấy trước mẹ luôn á. Mẹ cũng gần gũi mà thân thiết đó. Ở nhà mẹ con là coi như là có biệt danh là mẹ Hương Xì Tin mà. Xì Tin mà, có hát karaoke chung không hai người không? Hát chung bài thì không có, nhưng mà có ví dụ đến nhà ai chơi mà mở karaoke á thì mẹ hát bài của mẹ, còn con hát bài của con. Con hát bài gì? Cái gu âm nhạc của con là cập nhật còn chậm hơn mẹ con á. Mẹ con là nhanh lắm. Trời ơi, nãy giờ dạ. Em tưởng là mẹ chị là thuộc bolero rồi chứ. Không, bốn mẹ lắm. Em là trời ơi, 4 chữ lắm luôn hả? Bây giờ là để mẹ nói cho mình nghe. Trời ơi, quá dữ. Hát luôn ơi. Được không cô? Con thích bài đó lắm luôn á. Còn rất trẻ hả? Mà vì Mỹ thích đi chơi mà. Bây giờ mình hát cho đệ trung nào. Ngại quá. Ngại nó đâu gì đâu. Mẹ em là bình thường á, là không nhạc có hát nhay. Phải có nhạc rồi mới hát. Giờ nè, sóng gió bạc hận nè. Yêu em dại khờ. Không, mẹ chồng rất là xì tin thật luôn á. Dạ. Với mẹ chồng này thì thật sự chú nói con với mẹ nên trao đổi thoải mái hơn nữa. Dạ. Rồi sắp có em bé rồi, bây giờ mình mua sắm đồ cho em bé thì mẹ chồng mua hay là con mua? Lúc đầu á thì con với chồng, hai vợ chồng cũng ra shop gần nhà mua. Mua về xong mẹ kêu,
Trời ơi, những cái này sao mà mắc vậy? Rồi hả, con mua nhiều vậy, cái này đâu cần mua nhiều đâu. Cuối cùng mẹ kêu là thôi để đó mẹ mua. Bắt đầu mẹ lên Sài Gòn á, mẹ mua đồ trên này mẹ đem về thì cũng thấy cực cho mẹ. Ơi, hôm nay thì chồng con có gửi một lá thư. Dạ. Chú Linh là người đưa thư. Ủa đâu rồi? Chồng nói gì đây? Gửi chương trình mẹ chồng nàng dâu. Tôi tên là Nguyễn Đình Hùng. Dạ. Là con của mẹ Hương và là chồng của Uyên. Thông qua chương trình, tôi có đôi lời gửi mẹ và vợ của tôi. Dạ thưa mẹ, con cảm ơn mẹ đã chăm lo cho gia đình con, cho vợ chồng con. Từ khi gia đình mình có thêm thành viên là vợ con biết mẹ đã thêm vất vả và vợ con cũng hơi vụng dại một chút xíu. Mong mẹ hướng dẫn và chỉ bảo thêm, con lúc nào cũng mong mẹ khỏe mạnh, sống vui bên gia đình mẹ nhé. Gửi vợ, anh rất vui khi thấy em và mẹ hòa thuận với nhau, không có một khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu. Anh mong rằng vợ bớt hậu đậu. Dạ. Và cố gắng học hỏi nội trợ cùng với mẹ. Dạ. Anh hay nóng tính một chút xíu, hay lớn tiếng chút xíu, làm vợ hơi buồn. Nhưng thực tâm, lúc nào anh cũng yêu thương vợ cả. Mong em và con khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Dạ. Yêu mẹ, yêu em, yêu cả nhà mình. Cái thơ dễ thương ha. Cảm ơn mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay rất là nhiều. Bây giờ hôm nay á là mình mong muốn thay đổi điều gì, mình cứ nói với nhau đi. Thôi mẹ cũng muốn con á là cứ như vậy, mẹ con mình cứ vui, cứ thoải mái như vậy. Còn sau này, mẹ nói sau này nhiều năm nữa, nếu mà mẹ có cái gì mà con không có vừa ý á, con cứ thoải mái nói, mẹ không có giận đâu. Dạ. Con thì con mong là lúc nào mẹ con mình cũng vui vẻ. Rồi sau này thì mẹ dạy con nấu ăn. Nhưng mà phải dạy con từ từ nha. Con học chậm lắm á. Chậm lắm hả? Mình có học là được rồi. Dạ. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau nào. Dạ. Để một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Dạ. Dạ.